Kính chào quý vị khán giả đang đến với chuyên mục Camera 24 giờ của truyền hình Vĩnh Long. Kính thưa quý vị, trẻ em điều khiển xe đạp trên đường là điều bình thường. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là do tuổi còn nhỏ, trẻ chưa có nhiều kiến thức về luật, thiếu quan sát, đi vào điểm mù của các phương tiện khác hay là qua đường bất ngờ, dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Camera 24 giờ ngày hôm nay sẽ phản ánh tình trạng này. Mời quý vị, đặc biệt là các bậc phụ huynh, theo dõi. Trong clip, một bé gái đang đạp xe trên đường thì bất ngờ bị chiếc máy xúc chạy cùng chiều tông trúng, cán qua người. Hậu quả khiến bé gái tử vong. Sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 14 tháng 11 tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Toàn bộ diễn biến được camera ghi nhận khiến nhiều người không khỏi xót xa. Vào trưa ngày 27 tháng 11, tại giao lộ Bùi Văn Hòa, Phan Đăng Lưu, phường Long Bình, hai bé trai đang chở nhau trên xe đạp thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải biển số 60C43231 đang đánh lái, rẽ vào đường Phan Đăng Lưu. Sau cú va chạm, xe tải đã cuốn xe đạp điện vào gầm khiến một em tử vong, một em bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Tiếp tục chương trình sẽ là đoạn clip được trích xuất từ camera hành trình ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm khi hai học sinh đi xe đạp điện giữa đường bất ngờ chuyển làn không quan sát, suýt dẫn đến tai nạn nghiêm trọng với xe máy đi cùng chiều. Sự việc xảy ra vào trưa ngày 5 tháng 9 trên đoạn đường thuộc quốc lộ 17B, địa phận xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Theo clip có thể thấy, hai học sinh đi xe đạp điện ở phía bên phải làn đường bất ngờ chuyển làn, tạt đầu xe máy để rẽ vào ngõ ở làn đường bên trái. Đáng chú ý, khi chuyển làn, hai học sinh đi xe đạp điện không có bất kỳ tín hiệu xin nhường đường nào. Rất may, cả người đi xe máy và ô tô có gắn camera hành trình đều di chuyển chậm nên không có trường hợp tai nạn đáng tiếc nào xảy ra.